Và như chúng tôi đã thông tin, cơn áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông, dự báo sẽ gây thời tiết xấu cho nước ta trong hôm nay và những ngày tới. Để có những phân tích chi tiết hơn, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Cảm ơn ông đã đến trường quay Chào Buổi Sáng ngày hôm nay ạ. Thưa ông đánh giá như thế nào về đường đi, cường độ và khả năng tác động của cơn áp thấp nhiệt đới này đối với vùng biển của nước ta ạ? Vâng, trước tiên có thể nói là cơn áp thấp nhiệt đới này thì có hướng đi tương đối ổn định theo hướng Tây Tây Bắc và tốc độ cũng khá là chậm, khoảng 5 đến 10 km/h. Tuy nhiên thì với cái cấu trúc của cơn áp thấp nhiệt đới này là tương đối là bất đối xứng. Đấy, cho nên là các cái vùng mưa và vùng gió mạnh thì lại nằm chủ yếu ở phần phía Tây và Tây Nam. Thì đối với các khu vực trên biển ấy, thì hiện nay chúng tôi lưu ý đặc biệt cái khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đặc biệt là Bình Thuận đến Cà Mau. Mặc dù là ở phía xa tâm áp thấp nhiệt đới nhưng mà vùng Bình Thuận, Cà Mau vẫn có thể có cái gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Ngoài ra là các cái vùng biển giữa và Nam Biển Đông, trong đó bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi còn cảnh báo thêm khu vực Vịnh Bắc Bộ, bởi vì khi mà áp thấp nhiệt đới tiến vào gần bờ thì áp cao cận nhiệt đới cũng lấn vào và khiến cho cái gió Đông Nam ở khu vực Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay cũng sẽ mạnh lên cấp 5 đến cấp 6. Vâng, đó là những ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển của nước ta. Vậy thì còn đối với đất liền nước ta thì sao ạ? Áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng như thế nào thưa? Vâng, đối với các khu vực đất liền ý, thì chúng tôi dự báo là áp thấp nhiệt đới sẽ hướng về đất liền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi. Tuy nhiên thì trước khi vào bờ thì là áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành một vùng thấp. Cho nên là với gió mạnh thì trên đất liền ít khả năng xảy ra cái gió cấp 6. Tuy nhiên cái mưa thì chúng tôi dự báo là từ ngày hôm qua cho đến hết ngày mai có lượng mưa phổ biến ở các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi là khoảng từ 100 cho đến 200mm và có nơi sẽ trên 300mm. Ngoài ra thì các cái vùng mà bên rìa xa của cơn bão thì chúng tôi cũng đặc biệt lưu ý khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. Khi mà gió Tây Nam khá là mạnh thì khu vực Tây Nguyên thì cũng sẽ có cái mưa trong ngày hôm nay và ngày mai. Đối với khu vực Bắc Bộ thì chúng tôi dự báo là sau khi áp thấp nhiệt đới vào bờ thì cái gió Đông Nam, cái hoàn lưu sau bão thì sẽ gây mưa cho khu vực Bắc Bộ. Và đối với khu vực Bắc Bộ thì mưa còn có thể kéo dài sang cả ngày 18. Vâng, và trong bối cảnh mà sạt lở đất thì xảy ra liên tục tại khu vực vùng núi phía Bắc, chúng ta có thể thấy là vụ sạt lở rất là nghiêm trọng xảy ra ở Hà Giang vào 2 ngày trước. Và dự báo là cái mưa lớn sẽ còn tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước. Thì ông có đưa ra những khuyến cáo như thế nào đối với người dân đặc biệt là sinh sống ở vùng núi ạ? Vâng, có thể nói là cái giai đoạn hiện nay tháng 7 và đặc biệt là cao điểm sẽ là tháng 8 và kéo dài sang tháng 9 sẽ là cái mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ. Cho nên là các cái hiện tượng như là mưa rào và dông và mưa cục bộ ở khu vực Bắc Bộ trong những ngày vừa qua ở khu vực Hà Giang chẳng hạn thì sẽ xảy ra khá là nhiều trong tháng 7 và tháng 8. Thì với cái cơn áp thấp đới này vào thì mưa ở khu vực Bắc Bộ cũng sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 18 tháng 7. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhấn mạnh thêm các khu vực khác mà cũng có cái nguy cơ sạt lở. Đấy là khu vực Tây Nguyên. Và hiện nay là cái gió mùa Tây Nam gây mưa Tây Nguyên, đặc biệt phần phía Nam Tây Nguyên là cái nguy cơ sạt lở cũng khá là nhiều. Đối với khu vực đô thị và đồng bằng thì tôi cảnh báo cái nguy cơ ngập úng do cái mưa cục bộ xảy ra trong thời gian ngắn thì có thể gây ra cái ngập úng cục bộ trong thời gian khoảng từ nửa tiếng đến một tiếng. Dạ vâng, và cũng lưu ý lại là khi mà mưa lớn thì nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi thì rất là cao. Bà con sống ở ven sườn đồi núi có độ dốc lớn, đất đá kém ổn định thì cũng cần cảnh giác và có kế hoạch sớm để phòng ngừa, và điều đó thì vô cùng quan trọng để giảm nhẹ những cái rủi ro. Và một lần nữa thì cảm ơn ông đã đến trường quay Chào Buổi Sáng ngày hôm nay.